trở lại với Vicky Lynn, champion nhân Miss USA Belly Dance Queen 2015. Anh có nhiều cái câu hỏi mà anh muốn em chia sẻ, nhưng mà thời gian đó thì anh biết là nó chỉ có tóm tắt trong vòng chỉ có nửa tiếng thôi. Yeah. Cho nên hôm nay anh phải là đào sâu nhiều. Thứ nhất đó là khi mà em đi tranh giải như vậy, em đạt được gọi là cái giải mà phải là champion nhân đó. Yeah. Ok, đó là vô địch đó. Ok, mà gọi là People's Choice như vậy đó. Đó thì anh biết là khi mà nói tới USA, đó là một cái giải rất là lớn, rất là to. Yeah. Ok, thì chắc chắn là nó phải có nhiều quốc gia tham dự, phải không? Và nhiều phải là dancer mà giỏi của Mỹ professional đó, thì cái pressure của em với lại phải nói là cái động cơ nào mà để cho em phải nói là rất là confident để em đạt cho được gọi là cái giải đó, em có thể chia sẻ. Cái cuộc thi này thì nó rất là challenge đối với Vicky Lynn. Okay. Bởi vì Vicky Lynn lúc nào cũng cố gắng, cũng làm, lúc nào cũng phải tự tin, và khi mà tới đến cuộc thi này thì Vicky thấy là nó quá lớn đối với mình. Bởi vì cuộc thi này là số 1 của Mỹ, và trong cuộc thi này thì có rất là nhiều vũ công nổi tiếng thế giới chưa bao giờ được đoạt giải, và ai cũng muốn được đoạt giải này là số 1 của Mỹ. Bởi vì là Vicky Lynn cũng thấy là cũng hơi nervous trước khi mà đi thi. Okay. Nhưng mà tới khi mà lên lên sân khấu, và Vicky cũng được giao lưu với rất nhiều người nổi tiếng vũ sư trên thế giới, thì Vicky Lynn thấy mình cũng rất là tự tin. Okay. Và rất là confident khi mà bước ra sân khấu thì được rất là nhiều khán giả ủng hộ cho Vicky. Okay. So tới khi mà ban giám khảo và ban tổ chức nói là mà khán giả vote cho ai sẽ được là People's Choice, giải People's Choice, thì tất cả mọi người ở audience, khán giả rất là ủng hộ và yêu thích Vicky Lynn. So Vicky Lynn may mắn được nhận giải này. Yeah. Yeah, anh rất là proud cho Vicky. Là thì vì anh biết là anh có làm việc với Vicky, và anh cũng xem Vicky tranh nhiều cái ở trong những cái video, đúng không? Đó thì tranh những cái giải, rồi em làm là cũng như là chỉ đạo cho gọi là những cái team chung của em tập cũng như là trình diễn vân vân. Anh nghĩ là trong cái thời gian mà trước khi mà em đi trình diễn kỳ này, chắc có lẽ là em phải đóng cửa ở nhà chắc ít nhất là phải một tháng, đúng không? Nghĩa là không có lo ra, là chỉ có lo tập, đúng không? Đó là cái điều đó là em phải focus, đúng không? Thì cái giải này là giải lớn, bởi vì nên là em phải focus nhiều khi. Mấy người ở trong studio người ta cũng phải là thốt lên là why you here all the time. Nhưng mà Vicky Lynn nói là cái này là giải lớn nên là Vicky Lynn phải focus. Okay. phải đoạt được cái giải, một trong những giải lớn, thì rất là may mắn được giải People's Choice. Cái này là một giải rất là vinh dự đối với Vicky Lynn. Bởi vì nếu mà một người nghệ sĩ giỏi, tài năng, hát hay, múa giỏi mà không có khán giả thì sẽ không bao giờ được thành công. Bởi vì nên là khán giả bình chọn cho Vicky Lynn, cái đó là một điều vinh hạnh lớn đối với Vicky Lynn. Và Vicky Lynn hy vọng là không những khán giả của thế giới mà ngay cả khán giả của đất nước Việt Nam mình, của người Việt Nam mình ở khắp nơi trên thế giới sẽ hy vọng ủng hộ cho Vicky Lynn. Anh rất cảm ơn em. Anh biết rằng trong khi mà em đi tour, đúng không? Em đang có cái tour em đi khắp Á Châu cũng như là ở bên Âu Châu và đặc biệt là Mỹ Châu. Nó rất là điều đáng, thì cái sinh hoạt đó em có thể chia sẻ, tại vì em thấy là thường thường là những người vũ công đó hay là những người mà vũ sư đó, em được xếp vào gọi là cái hàng vũ sư rồi, tại vì em biên đạo, em choreograph và em làm rất là nhiều như vậy đó. Thì cái schedule em nó rất là tight. Okay. Thì ngoài cho anh đi đào sâu chút xíu đó, thì cái đời sống của em nó là em focus vào cái nghệ thuật nhiều hơn, đó là cái đời sống em nó ra sao? Em rất là bận rộn, mà khi mà mỗi lần mà em nhận được giải lớn và giải lớn hơn thì em sẽ more bận rộn hơn, bận rộn hơn, bởi vì em đi rất là nhiều show, mà trong đó em cũng dạy học nữa. Như là ở Dallas em có một đội múa rất là professional.
Vicky Lynn đã dạy và những học trò này là người nhiều người nhiều sắc tộc khác nhau, như là người Mễ, người Mỹ, người nhiều nơi, nhiều châu Á, thì bởi vì là Vicky rất là bận rộn, nhưng mà khi mà mỗi lần đi diễn nhiều nơi trên thế giới thì Vicky Lynn chỉ mong muốn là khi mình đi tới đâu thì hy vọng là khán giả tới đó ủng hộ cho Vicky Lynn, và hy vọng cái Vicky Lynn đem cái bộ môn nghệ thuật múa bụng này tới khán giả, thì hy vọng là khán giả sẽ ủng hộ cho Vicky Lynn. Cái này nó rất tốt cho sức khỏe. Bởi vì nó là Vicky Lynn vừa được múa bụng, vừa được biểu diễn và vừa là tốt cho sức khỏe của Vicky Lynn. Bởi vì nó là Vicky Lynn rất là yêu mến. Đào sâu thêm chút xíu, em vừa nói là em có cái lớp mà em dạy ở Dallas, Texas, và em đến từ thành phố Dallas, Texas, đó cũng là một cái điều rất là quý, là tại vì em từ xa em đến California và em đi tranh giải. Cái cuộc tranh giải đó ở bên Arizona đúng không? Dạ, đúng ở Phoenix đúng không? Cho anh đào sâu thêm là những cái lớp em dạy đó. Tại thì thường thường mà mình nghe nói mà về dancing đó thì người ta biết là ok mình múa nhảy. Nhưng mà cái môn mà đặc biệt là belly dance đó, đó thì nó đòi hỏi là cả cái thân thể, cả người mình phải luyện tập, nó công phu lắm. Thì gọi là phải nói là mình phải nói là high performance, nó đòi hỏi một cái skill. Chứ không những mà nó có skill, nó có nghệ thuật. Tức là cái kỹ thuật và cái nghệ thuật trong đó nó đi song song với nhau. Và đồng thời là em phải nghiên cứu về những cái âm nhạc của các nước khác nhau đúng không? Nó đòi hỏi một cái trình độ hơi khá cao chứ không? Cho nói chứ khi mà em mới bắt đầu thì có bao giờ em nghĩ là em sẽ thành công ở trong con đường nghệ thuật về cái bộ môn này không? Khi mới bắt đầu thì Vicky Lynn chỉ có đi tập thể dục workout. Thì tình cờ tới cái studio thì có người thầy dạy múa bụng, thì Vicky Lynn theo học, thì Vicky Lynn cũng chưa bao giờ là tưởng tượng là một ngày nào đó mình sẽ được đoạt giải Miss USA Belly Dance Queen. Nhưng mà Vicky Lynn rất là may mắn trong con đường nghệ thuật. Cũng có rất là nhiều người giúp đỡ, như là nhiều người nước ngoài cũng như là người Việt Nam đã giúp đỡ Vicky Lynn để thành công trong cái môn nghệ thuật này, và để có ngày hôm nay. Vicky Lynn cảm ơn rất nhiều tới tất cả những người bạn và chân thành đã giúp đỡ Vicky Lynn trong nhiều năm qua. Và tiện đây Vicky Lynn cũng cảm ơn tới tất cả những khán giả gần xa. Cho Vicky Lynn kính chúc quý vị khán giả luôn luôn vui trẻ và hạnh phúc và có nhiều may mắn. Và cũng Vicky Lynn cũng hy vọng là Vicky cũng có rất là nhiều may mắn hơn cho và thành công hơn trong con đường nghệ thuật cũng như là trong cuộc sống của Vicky Lynn. Ok, wow. Những tâm tình của Vicky đó thì phải nói rất là chân thành, và những cái điều mà Vicky mong muốn thì anh nghĩ là nó cũng không có gì khó. Quý khán giả, đặc biệt là quý khán giả Việt Nam, lúc nào cũng sẽ chân thành ủng hộ những tài năng trẻ, và đặc biệt là một người đẹp. Em cũng là một hoa hậu, phu nhân của thành phố Seattle, đúng không? Rồi hôm nay em đặc biệt em đạt được một giải rất là quý. Thì anh nghĩ là quý khán giả các mọi nơi không có lý do gì mà không ủng hộ em, đúng không? Thời gian thì nó cũng đến cái điểm cuối. Thì trước khi anh em mình chia tay, thì em có những tâm tư nào cũng như là những niềm vui nào có thể chia sẻ với lại tất cả quý khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả ở tại Dallas, thành phố mà Vicky đang cư ngụ, mời em. Vicky Lynn xin kính chúc quý vị khán giả một lần nữa lời kính chúc từ đáy lòng của mình. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ cho Vicky Lynn trong những show sắp tới. Cảm ơn Vicky. Trước khi Vicky Lynn và Andy Chris chào tạm biệt, kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Trân trọng. Kính chào.